Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trong ngày hội vải thiều Thanh Hà tỉnh Hải Dương năm 2019, gần 6 tấn vải quả đã được tiêu thụ. Nam Định quan tâm duy trì và phát triển nguồn cây dược liệu. Huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh tiêu thụ thịt lợn thương phẩm an toàn cho người chăn nuôi. Làng Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh với mô hình làng ba sạch. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, trong ngày hội vải thiều Thanh Hà năm 2019 vừa diễn ra, 11 gian hàng giới thiệu và bán vải quả của các xã đã tiêu thụ gần 6 tấn vải quả. Ngoài ra còn có các mặt hàng nông sản đặc sản của huyện như dươi, cáy, ổi quất, các sản phẩm đồ uống, tinh chế từ quả vải. Trong thời gian diễn ra ngày hội vải thiều, nhiều du khách đã tham gia các hoạt động trải nghiệm thu hoạch vải quả xã Thanh Bính, tham quan cây vải tổ tại xã Thanh Sơn. Năm nay, sản lượng vải ước đạt khoảng 18.000 tấn, giá vải từ đầu vụ đạt từ 55 đến 60.000 đồng kg, thời điểm hiện tại từ 30 đến 35.000 đồng kg. Từ đầu vụ đến nay đã có 500 kg vải xuất khẩu sang Anh. Dự kiến trong tuần tới, vải sẽ được xuất khẩu sang Nga, Đức, Pháp, Hàn Quốc, Indonesia. Nam Định hiện là tỉnh có nhiều loại cây thuốc phong phú đa dạng về chủng loại. Tuy nhiên, do quá trình khai thác và sử dụng một cách tự phát, nên nguồn cây dược liệu dần cạn kiệt. Tại các trạm y tế, các nguồn cây thuốc tồn tại chỉ để hướng dẫn cho người dân biết về cách trồng và sử dụng mà không được quan tâm phát triển. Trước thực trạng trên, việc quan tâm phát triển nguồn cây thuốc hiện đang được các ngành chức năng và các địa phương quan tâm hơn. Những năm gần đây, một số doanh nghiệp sản xuất thuốc từ thảo dược đã tiến hành các điều tra nghiên cứu đất đai, khí hậu và đánh giá tỉnh ta có điều kiện tự nhiên, sinh thái đa dạng, đất đai thuận lợi cho phát triển sản xuất nhiều loại cây dược liệu. Trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất thuốc từ thảo dược nên nhu cầu về nguồn nguyên liệu thảo dược rất lớn. Để bảo tồn, phát triển cây thuốc và tiến tới quy hoạch vùng khai thác dược liệu tự nhiên bền vững gắn với mục tiêu đưa cây thuốc trở thành cây trồng có giá trị thu nhập cao, các ngành chức năng các địa phương và các doanh nghiệp sản xuất thuốc đang tiến hành nghiên cứu sưu tầm, kế thừa các bài thuốc và kinh nghiệm sử dụng cây thuốc trong cộng đồng. Tìm kiếm, khai thác, sử dụng dược liệu mới, làm sáng tỏ cơ sở khoa học của các vị thuốc, các bài thuốc đông y. Để tạo điều kiện bảo tồn phát triển nguồn cây thuốc, tỉnh ta cần có cơ chế chính sách khuyến khích các tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp cá nhân đầu tư vào hoạt động chuyển giao tiếp nhận, làm chủ và ứng dụng công nghệ để sản xuất nguyên liệu dược liệu làm thuốc, cũng như các hoạt động tiếp thị, xúc tiến thương mại và quảng bá thương hiệu các sản phẩm dược liệu. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi trước những diễn biến phức tạp và ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi, huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên đã phát động đến các cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân tham gia tiêu thụ thịt lợn an toàn, ủng hộ người chăn nuôi. Theo kế hoạch, huyện Phù Cừ kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tham gia tiêu thụ mỗi người tối thiểu 10 kg thịt lợn hơi trở lên. Việc tham gia tiêu thụ thịt lợn an toàn ủng hộ bà con chăn nuôi sẽ thực hiện thành nhiều đợt. Theo thống kê, đến ngày 29 tháng 5, toàn huyện đã tiêu thụ được trên 15 tấn thịt lợn hơi. Bên cạnh hỗ trợ người chăn nuôi, huyện Phù Cừ tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân không quay lưng với thịt lợn, yên tâm với thịt lợn khỏe vì dịch tả lợn châu Phi không lây nhiễm, gây bệnh ở người. Cùng với đó, tiếp tục chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, từ việc phải mua giống thủy sản về nuôi, sau nhiều năm mày mò nghiên cứu, đến nay ông Vũ Công Đình, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã tự sản xuất được các giống cua và giống ngao chất lượng, cung cấp cho người dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Không dừng lại ở đó, ông Đình còn cải tạo vùng đầm, bãi hoang, làm giàu từ nuôi trồng thủy sản, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Gắn bó với nuôi thủy sản gần 20 năm nay, ông Vũ Công Đình, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, từng lặn lội đi nhiều tỉnh thành ở trong Nam ngoài Bắc để tìm mua con giống. Vận chuyển xa, chi phí cao mà nhiều khi nguồn giống còn không đảm bảo. Vì thế, sau nhiều lần đi học hỏi, ông Đình quyết tâm tự sản xuất con giống. Thì trước kia là chúng tôi làm con ngao thì nó chỉ đạt khoảng độ, ví dụ như là nó đạt khoảng độ 10%. Nhưng mà khi mà nhà nước chuyển giao cái công nghệ này cho chúng tôi để nắm vững được ấy, thì bây giờ đến giờ nó đạt xuống đáy tỷ lệ khoảng độ 25-30%. Nhờ mày mò nghiên cứu và áp dụng khoa học kỹ thuật, từ tôm cua đến nay ông Đình còn ươm nuôi cả ngao giống. Mỗi năm
cơ sở của ông Đình cung ứng ra thị trường hàng triệu con cua giống, ngao giống đạt từ 1 đến 2 tỷ con một năm, chủ yếu cho bà con trong vùng và các tỉnh lân cận. Nhưng ông Đình vẫn còn chăn trở vì lượng giống này còn quá khiêm tốn so với nhu cầu. Nếu mà mình sản xuất được tự nhiên đây thì gần như là nuôi thả thì bà con rất là lợi nhuận. Hai mà nói các anh chị là nếu mình sản xuất được nhiều thì giá thành hạ đi thôi mà kết hợp mà anh em làm đủ được con giống địa phương thì ví dụ như bây giờ con cua trước chúng tôi là phải mua 1.200 nhưng khi sản xuất ra chúng tôi bán giờ thậm chí còn 300. Việc sản xuất thành công giống thủy sản nước mặn đã giúp gia đình ông Đình làm giàu trên chính quê hương, mỗi năm thu lãi từ 400 đến 500 triệu đồng. Đây là tín hiệu vui, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế thủy sản cho nhiều gia đình ở huyện Tiền Hải. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã triển khai xây dựng và hoàn thành 11 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích trên 27 ha. Qua đó đã góp phần giúp người thu nhập thấp cũng như viên chức được sở hữu nhà ở kiên cố. Trong đó đã có 3 dự án nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp tại khu vực thị xã Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên là dự án chung cư PH tại phường Hiến Nam và dự án Phúc Hưng 1, Phúc Hưng 2 tại phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào. Ngoài ra còn có 8 dự án khu đô thị nhà ở thương mại khác cũng dành một phần quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định, tập trung tại thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Giang với tổng diện tích 23,2 ha. Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này, thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Bắc Ninh đã tiếp nhận 50 tỷ đồng vốn của chính phủ vay ưu đãi chương trình cho vay mua nhà ở xã hội. Chính thức giải ngân từ tháng giữa năm 2018, đến nay Bắc Ninh đã giải ngân được 31 trên 56 tỷ đồng vốn vay mua nhà ở xã hội. Sau gói 30.000 tỷ cho vay mua nhà ở xã hội kết thúc vào tháng 3 năm 2016, tháng 7 năm 2018, chính phủ tiếp tục có chính sách ưu đãi đối với người thu nhập thấp mua nhà ở xã hội với lãi suất 4,8% năm, thời gian vay kéo dài từ 15 đến 25 năm. Đây là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội. Năm 2018, tỉnh Bắc Ninh được phân bổ 26 tỷ đồng nguồn vốn vay mua nhà ở xã hội và giải ngân cho 76 hộ gia đình. Năm 2019, Trung ương tiếp tục giải ngân 30 tỷ đồng cho Bắc Ninh. Trên cơ sở nhu cầu vốn của từng địa bàn dân cư, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phân bổ cho các địa phương, trong đó ưu tiên cho các địa bàn có nhiều dự án nhà ở xã hội. Tính đến hết tháng 4, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân được 5 tỷ đồng cho 13 hộ vay vốn nhà ở xã hội. Như vậy, lũy kế đến nay, tổng số hộ được vay là 89 hộ với mức vay bình quân là 351 triệu một hộ vay. Trong quá trình triển khai thực hiện cái cho vay nhà xã hội thì chúng tôi thấy cũng đề nghị đối với các chủ đầu tư của dự án nhà xã hội thì cũng nhanh chóng hoàn thiện các hồ sơ, đặc biệt là giải chấp đối với các cái hồ sơ đã dùng để thế chấp vay vốn các ngân hàng thương mại để cho các đối tượng được thụ hưởng, hoàn thiện các hồ sơ đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội trong việc hoàn thiện thủ tục để vay vốn ở tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Trong thời gian tới thì cũng đề nghị chính quyền cấp xã cũng tích cực phối hợp chặt chẽ hơn nữa đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội để triển khai thực hiện chương trình này. Với quan điểm tạo mọi điều kiện cho người thu nhập thấp được tiếp cận nguồn vốn xã hội ưu đãi, cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích, Ngân hàng Chính sách Xã hội đang nỗ lực cùng chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát thẩm định các điều kiện thủ tục vay vốn để nguồn vốn chính sách thực sự phát huy hiệu quả, góp phần hỗ trợ người thu nhập thấp sớm có nhà ở, ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội. Để tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và lý thú cho các em học sinh trong kỳ nghỉ hè, Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh Thiếu Niên tỉnh Nam Định tổ chức chuỗi các hoạt động hè để các em học sinh vui chơi, học tập. Ngay từ những ngày đầu hè, không khí sôi nổi đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh Thiếu Niên tỉnh. Các lớp học thể thao như võ, bóng bàn hay các lớp năng khiếu như múa, hát, hội họa đã bắt đầu đón nhiều lượt học sinh đến đăng ký và tham gia sinh hoạt hè. Cùng với cơ sở vật chất được nâng cấp đầu tư, Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh Thiếu Niên tỉnh Nam Định hiện có 13 môn học đa dạng với 40 lớp học tập thường xuyên đều đặn hàng ngày để phục vụ các em có nhu cầu học tập. Trong dịp hè 2019, Trung tâm tiếp tục mở cửa bể bơi di động ngoài trời để phục vụ các em học sinh và kết hợp với các trường trên địa bàn thành phố tổ chức dạy bơi, nâng cao kỹ năng cho các em.
phối hợp tổ chức các chương trình trong chuỗi hoạt động hè như học kỳ quân đội, chương trình văn hóa nghệ thuật chào hè 2019 với nhiều hoạt động vui chơi, sôi nổi, hấp dẫn. Hướng tới hè năm 2019 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh thiếu niên tỉnh Nam Định, các mô hình hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh thường xuyên được đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức để thu hút được đông đảo các em thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè, giúp các em thư giãn sau một năm học tập căng thẳng. Mở đầu cho cái chuỗi hoạt động hè thì trung tâm sẽ tổ chức cái ngày hội thiếu nhi Nam Định với nhiều hoạt động như thi dân vũ, tháp trí tuệ, đua xe, vân vân, nhằm giúp các em có một sân chơi cho hoạt động hè. Và ngoài ra có cũng nhiều các những hoạt động khác rất phong phú. Và bên cạnh những cái môn học năng khiếu mà chúng tôi đang duy trì thì năm nay chúng tôi sẽ mở thêm hai cái bộ môn mới, đó là môn bóng rổ và môn bóng đá. Thì là rất mong có những cái được cái các em học sinh và thiếu niên nhi đồng tham gia được đông đảo tại trung tâm thanh thiếu niên tỉnh Nam Định. Các lớp học hè không chỉ tạo các sân chơi bổ ích cho các em mà qua đó giúp các em nghỉ ngơi sau một năm học đầy căng thẳng và áp lực. Từ đây các em được tiếp cận gần hơn với các môn nghệ thuật và thể thao, là cơ hội lớn để các em thể hiện năng khiếu của bản thân. Từ các lớp học, các mô hình câu lạc bộ, trung tâm đã phát hiện bồi dưỡng những tài năng văn nghệ, thể dục thể thao tiêu biểu cho phong trào trong các nhà trường và hoạt động phong trào của các phường xã thị trấn trong tỉnh, đặc biệt là phong trào thể dục thể thao. Làng Ba Sạch hay mô hình làng nông thôn kiểu mẫu được Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh phát động tới các chi hội cơ sở đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Xây dựng và duy trì mô hình hoạt động hiệu quả là một trong những việc làm thiết thực của Hội Phụ nữ xã Phật Tích, huyện Tiên Xu, tỉnh Bắc Ninh. Phản ánh về vấn đề này của phóng viên thời sự. Chính thức phát động từ năm 2017, cuộc vận động 503 Sạch được các cấp hội phụ nữ ở xã Phật Tích triển khai tới toàn thể chi tổ hội, các gia đình trên địa bàn toàn xã. Trong đó thôn Phật Tích được lựa chọn xây dựng mô hình làng Ba Sạch, sạch nhà, sạch ngõ, sạch đồng, tiến tới xây dựng làng nông thôn kiểu mẫu. Quá trình thực hiện mô hình đã được triển khai sâu rộng tới 100% các hộ gia đình trong thôn gắn với mô hình phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhờ đó, qua 2 năm triển khai, mô hình đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân địa phương. Phụ nữ phát động phong trào này thì chúng tôi cũng hết là nhiệt tình và công tác là rất là tốt. Từ trong nhà ra đến đường, quả sạch đường làng, sạch trong nhà để vệ sinh an toàn cho môi trường. Ngày nào cũng như ngày nào tôi là bản thân tôi và chồng gia đình là đều là lúc nào cũng luôn luôn cũng cứ thấy là mình vệ sinh được sạch sẽ như thế là sạch cho gia đình. Nó có cái sức khỏe và nó có trẻ em bé thì không bị nhiễm khuẩn, gia đình thì không có người ốm đau. Ngoài cuộc vận động 503 Sạch, cụ thể hóa xây dựng mô hình làng Ba Sạch tại địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phật Tích còn triển khai phát động nhiều phong trào, hoạt động câu lạc bộ ý nghĩa như phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ không sinh con thứ ba. Các phong trào có tính hiệu ứng cao và thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia, qua đó góp phần xây dựng phát triển tổ chức hội vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Phát huy vai trò của phụ nữ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, gìn giữ môi trường vì sự phát triển bền vững. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh Nam Định đã chú trọng tuyên truyền, xây dựng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực. Qua đó đã huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp dân cư, chung tay bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sống cho nhân dân. Từ năm 2018 đến nay, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã tổ chức được 571 buổi ra quân dọn vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, thu hút 142.750 cán bộ hội viên phụ nữ tham gia, hỗ trợ 38.694 gia đình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, 47.299 hộ gia đình sử dụng nước sạch, trồng mới trên 250 km cây xanh và hoa ven đường, nâng tổng số chiều dài đường hoa trong toàn tỉnh lên 1.250 km. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường còn được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đẩy mạnh thông qua cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, triển khai mô hình chi hội phụ nữ 503 sạch xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, Hội Phụ nữ xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên luôn chú trọng hoạt động truyền thông, giáo dục vận động, thay đổi và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, thực hiện tốt pháp luật phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ, tiến tới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
Trong năm 2018 đã có trên 2.000 lượt cán bộ hội viên phụ nữ các khu dân cư ở xã Minh Tiến được tuyên truyền luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình. Hiện nay hội đang duy trì hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc tại thôn Phạm Xá và câu lạc bộ bình đẳng giới tại thôn Phù Oanh. Thông qua các buổi sinh hoạt tổ, các hội viên chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình, kỹ năng bảo vệ bản thân và thẳng thắn đưa những vụ bất hòa, xích mích trong gia đình ra trao đổi, qua đó tìm hướng giải quyết dứt điểm. Năm 2018 có trên 90% gia đình hội viên được bình xét đạt gia đình văn hóa. Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hội còn quan tâm đến phát triển kinh tế hộ gia đình, đứng ra tín chấp cho các hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 8 tỷ đồng. Nhờ đó, đời sống vật chất tinh thần của hội viên phụ nữ và trẻ em được đảm bảo. Những năm gần đây, Minh Tiến là điểm sáng về làm tốt công tác phòng chống bạo lực gia đình ở huyện Phù Cử. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương có nhiều dự án phát triển đô thị đã mang lại những thay đổi về điều kiện kinh tế xã hội, song cũng tiềm ẩn phát sinh vướng mắc về an ninh trật tự. Cấp ủy chính quyền và các đoàn thể ở đây thường xuyên quan tâm tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong việc chấp hành pháp luật của người dân. Từ một phường vùng ven của thành phố Hải Dương, những năm 2004-2005, phường Hải Tân bước vào giai đoạn phát triển hạ tầng khá mạnh khi các dự án phát triển đô thị được triển khai trên địa bàn. Nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất của người dân cũng tăng cao. Cán bộ cơ sở phải hướng dẫn giải quyết các bước để hỗ trợ người dân sớm hoàn thiện thủ tục theo đúng yêu cầu. Không chỉ có vậy, các vụ việc phát sinh mâu thuẫn trong dân tại tất cả các khu dân cư của phường cũng đều được công chức phường nhanh chóng tiếp cận xử lý triệt để ngay từ cơ sở. Các ngành trên thành phố, các phòng ban cũng đánh giá là phường Hải Tân là một trong những phường mà giải quyết rất là tốt về đơn thư. Chính vì thế mà rất hạn chế cái việc đơn thư lên Tòa án Nhân dân thành phố Hải Dương hoặc các cấp khác. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Hải Tân đã triển khai thực hiện một số giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt các câu lạc bộ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, trong đó tập trung vào các lĩnh vực dân sự, hình sự, luật hôn nhân và gia đình, luật đất đai, luật khiếu nại, luật tố cáo, các quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình đã phát huy tác dụng ngay từ cơ sở. Thành phố Hải Dương thì đã chuẩn bị trở thành đô thị loại 1. Đối với phường Hải Tân chúng tôi thì cũng sẽ ra sức, đặc biệt là tiếp tục sẽ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân để nâng cao nhận thức hơn nữa, nắm bắt các chủ trương đường lối sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các cái thông tư nghị định để thực hiện tốt về công tác thủ tục hành chính trên địa bàn. Từ những hiệu quả thiết thực đạt được trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn phường Hải Tân đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mặc dù Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai kế hoạch hướng dẫn quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về định hướng phát triển mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh, trong đó quy định về giải pháp kỹ thuật truyền dẫn của các đơn vị đang kinh doanh và khai thác viễn thông trên địa bàn, nhưng đến nay vẫn tồn tại tình trạng các viễn thông treo chằng chịt trên cột điện gây mất an toàn trong mùa mưa bão. Hiện trường vụ cháy dây cáp viễn thông tại khu vực ngã tư chợ Bao Bì, thị xã Mỹ Hào đang được ngành điện tìm cách khắc phục. Do cháy dây viễn thông khiến cháy lan sang mạng điện gây chập vào hệ thống tự động bảo vệ, khiến toàn bộ khu dân cư bị mất điện trong đêm. Rất may vụ cháy không lan sang nhà dân liền kề. Còn đây là hình ảnh mạng viễn thông của các nhà mạng trên địa bàn xã Tân Quang, huyện Văn Lâm. Theo quan sát, có ít nhất 2 nhà mạng kinh doanh viễn thông tự ý lắp đặt dây cáp các loại từ cáp đồng trục đến cáp quang, cáp truyền hình trên cột điện mà chưa được đơn vị sở hữu cho phép, gây mất an toàn điện trên địa bàn xã. Tất cả các đơn vị viễn thông, ví dụ như Viettel, ví dụ như Vina hoặc là FPT, là tự động kéo điện lên hệ thống đường dây cột điện hạ thế của hợp tác xã. Và nhiều cái vụ như là chập cháy do cái viễn thông gây lên là rất nguy hiểm đối với cái lĩnh vực là an toàn về điện. Chúng tôi cũng kiến nghị với các ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng làm thế nào để đảm bảo được theo quy định pháp luật về vấn đề viễn thông. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.